bóc giá sứ họp đổi vận của diễn viên Hồ Bích Trâm. Hồ Bích Trâm là một diễn viên đa tài, có từng lọt vào top 20 cuộc thi Miss Teen 2010 và giành giải Miss Thân Thiện. Cô đóng các phim truyền hình Thuyền Giấy, Canh Bạc Cuộc Đời, Khu Vườn Bí Ẩn, Con Đường Hoàng Lương, Đánh Tráo Số Phận. Nữ diễn viên cũng tham gia nhiều game show trên các kênh truyền hình. Nữ diễn viên Hồ Bích Trâm từng chia sẻ với báo chí, cô đã tích góp hơn 2 năm để mua được chiếc xe này. Trong thời gian đó, cô chăm chỉ đóng phim, quảng cáo, bán hàng qua mạng và kinh doanh spa để vừa trả nợ tiền mua nhà, vừa tiết kiệm cho kế hoạch đổi xe mới. Trước đó, cô đi chiếc xe trị giá khoảng 750 triệu đồng. Hiện tại tôi đã trả hết nợ tiền nhà nên nhẹ người. Tôi rất vui khi mua được chiếc xe mơ ước bằng tiền do chính mình làm ra. Nữ diễn viên Đánh Tráo Số Phận chia sẻ. Được biết, Hồ Bích Trâm nhận xe Mercedes-Benz màu đỏ vào cuối năm 2019, giá tại thời điểm đó khoảng 2 tỷ đồng. Nữ diễn viên sinh năm 91, xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cô rất chăm chỉ và tự lập trong cuộc sống. Không chỉ tích cực đóng phim, Hồ Bích Trâm còn chịu khó kiếm thêm thu nhập bằng cách bán hàng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.